Dạ vâng, video này em Phượng sẽ lên báo giá nhanh 6 mẫu bếp xòng nấu đa chức năng các bác anh chị nhé. Em Phượng xin chào toàn thể các bác anh chị đã vào xem video của em Phượng ạ. Ở kho nhà em thì rất là nhiều mẫu mã bếp các bác anh chị nhé. Bếp Nhật thì dùng sự an toàn và tiết kiệm ga cho gia đình mình. Các bác anh chị mà đang cần mua một chiếc bếp ga nội địa Nhật, em Phượng xin mời ghé vào video của em Phượng mình tham khảo. Và ưng mẫu mã nào thì cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của em là 0334300810 ạ. Kết bạn qua Zalo với em cũng 0334300810 các bác anh chị nhé. Kho nhà em thì rất là sẵn hàng bếp nhé, dao động giá hơn 1 triệu đồng trở lên. Và bếp ga âm, bếp ga từ, bếp ga mini, rất là nhiều loại bếp ga. Các anh chị cần mẫu bếp ga nào thì cứ trực tiếp liên hệ qua Zalo với em. Những mẫu video vượng lên mình chưa ưng thì em sẽ chụp mẫu báo giá thêm về những mẫu khác đang có hiện tại kho nhà em các bác anh chị nhé. Dạ vâng, hôm nay em chỉ làm một video ngắn báo giá nhanh về 6 mẫu bếp. Khi các bác anh chị chốt hàng bên em Phượng thì em sẽ trực tiếp làm những chức năng dò dỉ ga, chống cháy nổ, chống cháy nồi, gửi vào trong Zalo cho các bác anh chị tham khảo thêm. Và những chức năng mà các bác anh chị mà chưa hiểu về những chức năng của bếp thì em sẽ làm video ngắn gửi cho các bác anh chị nhé. Vâng ạ. Đầu tiên hôm nay em lên một chiếc bếp của nhà Harman các anh chị nhé. Thương hiệu Harman, dòng mặt đứng mặt men nhé các anh chị, mặt đứng hình hộp mặt men bên trên cho em. Đấy, một chiếc bếp hình hộp mặt đứng khá là đẹp cho em nhé. Bên trên là mặt men cho em, dòng này là dòng nấu cơ bản, bên trên hai bếp nấu, bên dưới một bếp nướng cho em nhé. Dạ vâng, mặt men bên trên thì sử dụng cũng khá là bền các anh chị ạ, sử dụng rất là bền cho em, về hình thức bếp đều đẹp nhé. Vuông cạnh sắc nét cho em, không chảy xước, không bong chóc. Đôi chia lửa bằng nhôm nguyên khối cho em, cạnh chia lửa đang còn khá sắc nét các anh chị ạ. Họng bếp ạ, đều đẹp nhé. Bếp nhà em về vệ sinh đã sạch sẽ và đưa lên khâu kỹ thuật kiểm tra, test đầy đủ những chức năng ok mới đưa lên giới thiệu cho khách như thế này các bác anh chị nhé. Và trước khi giao hàng cho khách thì em Phượng sẽ test đầy đủ những chức năng chống cháy nổ, dò dỉ ga, ok em mới gửi hàng. Và trước khi giao hàng cho khách thì khách nhận được hàng, kiểm tra hàng cho em, test hàng, hàng ok mới nhận hàng ạ các bác anh chị nhé. Và đầu nhà em thì xả bao lưới chống chuột toàn bộ ở dưới bếp cho các bác anh chị, rất là an toàn. Và sử dụng thì bếp Nhật thì sử dụng IC đánh lửa bằng đôi pin đại. Khi mà giao hàng cho khách thì em Phượng sẽ tặng một đôi pin đại cho các bác anh chị nhé. Đấy, để khi mà mình về mình sử dụng, nhận được hàng, test tự hàng cho em, sẵn pin test tự hàng cho em nhé. Hàng ok nhận hàng cho em. Và bác nào mà có nhu cầu thêm một dây ga đấy, thêm một đoạn dây ga thì em Phượng sẽ tặng luôn một đoạn dây ga các bác nhanh chị nhé. Đó, em sẽ tặng luôn một đoạn dây ga hàng của Nhật luôn. Và bếp Nhật thì sử dụng dây ga bình ga Việt Nam cho em thôi ạ. Và sử dụng một chiếc bếp ga nội địa nó rất là nhàn rỗi, vì trước và sau khi sử dụng mình không cần phải mở van ga hay khóa van ga các bác anh chị nhé. Và khi mình nấu đồ ăn ở trên này thì cũng không lo để quên đồ ăn là bị cháy đồ ăn đâu ạ. Bếp Nhật thì tự động tắt lửa khóa ga, khi nồi cạn nước, ngưỡng cạn nước trong nồi nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga nhé. Và sẽ tự động tắt lửa khi nước trào làm tắt ngọn lửa khóa ga, gió thổi làm tắt ngọn lửa đều khóa ga cho các bác anh chị nhé. Khi mình đặt nồi lên đây nấu thì nó sẽ chạm ngưỡng nhé. Bếp nhà thì có hai cái kim tâm cảm biến chạm đáy nồi như thế này. Đặt nồi lên đây nấu là nó sẽ chạm đáy nồi, chạm đáy nồi đo nhiệt độ ngưỡng 250 độ C thì nó sẽ tụt nguồn lửa nhỏ lại. Và có 250 độ C thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga, rất là an toàn. Và sử dụng một chiếc bếp ga nội địa Nhật thì có thể là tiết kiệm được lên tới 30% ga cho gia đình mình các anh chị nhé. Cho nên là các bác mà đang muốn thay một chiếc bếp ga cho gia đình mình thì mình nên nghiên cứu xem mình có ưng mẫu bếp ga nào nội địa Nhật nào, thì mình có thể là nghiên cứu nhé, nghiên cứu và mình có thể là tham khảo là có nên thay một chiếc bếp ga nội địa Nhật cho gia đình mình không ạ. Dạ vâng, hôm nay thì em sẽ giới thiệu thôi nhé, báo giá. Các bác anh chị ưng mẫu nào thì cố gắng chụp lại màn hình giúp em, khi mua hàng thì gửi qua Zalo cho em tìm đúng mẫu đúng mã cho các bác. Hoặc là những mẫu em lên hôm nay không ưng thì em sẽ
chục mẫu báo giá thêm về những mẫu khác đang có hiện tại kho nhà em nhé. Kho nhà em thì đầy đủ các phụ kiện linh kiện thay thế vào những chiếc bếp sau khi mà mình sử dụng 10 20 năm nó hư hỏng, thì sẽ gửi về cho bên em, cho bên em sẽ bảo hành thay thế phụ kiện, hoặc là các bác cần mua phụ kiện nào thì em Phượng sẽ gửi cho cái giá rẻ nhá, giá bán theo giá gấp nhà em thôi nhá. Đấy, cho nên là các bác mua bếp ga Nhật thì không lo là khi mà mình nấu lâu năm nó bị hỏng không có đồ thay thế các bác nhá, nhà em đủ phụ kiện thay thế. Vâng, bếp nhà em thì có bảo hành cho các bác anh chị 1 năm, quá trình hết 1 năm sẽ tiếp tục bảo hành kỹ thuật bếp trọn đời. Được chưa các bác ạ? Đấy. Như vậy là các bác mua một chiếc bếp ga nội địa Nhật tại kho nhà em Phượng là đủ tin tưởng chưa ạ? Dạ vâng, em xin được đi giới thiệu về chi tiết về những của chiếc bếp này nhá. Đầu tiên ở bên phải bếp thì là có cài đặt nhiệt độ cao từ 160 tới 200, tiếp theo có hẹn giờ nấu nước cho em 5 phút, 10 phút, có phím 3S nhá, cần sử dụng với nhiệt độ cao chiên xào rán rang đồ khô, hoặc là mình cần với ngọn lửa lớn cho xào rau cho nó được xanh rau thì các bác nhấn vào đây cho em 3 giây, khi nó hiện nút đỏ thì mình dừng các bác nhé, hoặc là khi mình không cần với ngọn lửa lớn thì mình không cần nhấn vào phím 3S cho em, cứ nhấn nó thông thường là được, vì là bếp Nhật thì tự động sẽ tự động điều chỉnh ngọn lửa các bác ạ. Đấy, trước khi bật thì lửa lên rất là to, sau khi ngưỡng đủ nhiệt độ thì nó sẽ tụt ngọn lửa nhỏ lại, nó tự điều chỉnh ngọn lại cho mình nhá, rất là sử dụng rất là an toàn và hơn nữa là rất là tiện rồi. Bếp này thì là dòng nấu cơ bản, bên trên hai bếp nấu, bên dưới một bếp nướng cho em. Lò nướng khay nướng bằng inox và bên trong lò nướng cũng là bằng inox cho em. Rồi bếp này cũng là dòng nấu đa chức năng nhưng cũng không phải là cơ bản các bác nhé. Dòng này là dòng đa chức năng, vẫn có nhiệt độ cài nhiệt độ, và tiếp theo ở bên phải bếp thì có lựa chọn nấu cơm, hầm cháo cho em, và có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng nhé, cộng tăng trừ giảm cho em nhé. Rồi chiếc bếp này thì có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng một tầng nữa. Đối với cái dòng sử dụng bằng phím nhấn thì điều chỉnh ngọn lửa cho em bằng cần gạt như thế này nhé các bác nhé. Rồi bên trên thì rất là đẹp này, màu ghi nhá các anh chị, mặt men màu ghi, mặt đứng hình hộp, bên trên là mặt men màu ghi cho em, rất là đẹp, không hề bị sùi rỉ bong chóc gì. Rồi mẫu này em xin phép được báo giá là mặt men thương hiệu Aman mặt đứng nhá, em đang có giá là 2.500.000 đồng bao ship mẫu này các bác nhé, 2.500.000 bao ship mẫu 01 của buổi video hôm nay nhé, 2.500.000 đồng bao ship. Tiếp theo em đi mẫu 02 là một chiếc bếp thương hiệu Paloma, dòng phím nhấn cho em. Dòng này dòng nấu cơ bản, bên trên hai bếp nấu, bên dưới một bếp nướng các bác nhé. Và riêng dòng này thì nó có thêm một phím hầm cho em 30 phút, cài đặt nhiệt độ cao từ 180, và tiếp theo bên phải của bếp thì có phím 3S cho em. Đấy, đầu tiên của bếp thì cũng là khay chứa pin, tiếp theo lò nướng khay nướng vị nướng bằng inox cho em, và trong khoang nướng cũng bằng inox cho em nha các anh chị nhá. Bên trên là mặt men cho em, có phủ kim tín nhá, có phủ kim tín, màu này là màu nâu cà phê cho em nhá. Về hình thức bếp thì khá là đẹp, không móp méo nhá. Đấy, thôi chia lửa thì cũng bằng nhôm nguyên khối, cạnh chia lửa đang còn rất là sắc nét luôn các bác nhé, sử dụng 10 20 năm không lo bị dỉ sét cạnh chia lửa cho em. Rồi họng bếp cũng khá là đẹp cho em, ve tròn nhá, kim tâm cảm biến hoạt động mượt mà cho em ạ. Đấy, bếp nhà em thì vệ sinh quá sạch sẽ, các bác mua về chỉ phải cắm dây ga vào là sử dụng. Rồi mẫu này là mẫu 02, em Phượng đang có giá bán là 3.000.000 đồng bao ship các bác nhá, 3.000.000 đồng bao ship đời 2020. Chiếc bếp này thì có thêm phím 3S và có thêm phím hầm cho em 30 phút. Dạ vâng, 3.000.000 bao ship. Rồi em tiếp tục đi thêm mẫu khác nhá. Rồi tiếp tục đi mẫu 04. Mẫu 04 là một chiếc bếp của nhà Paloma, dòng phím nhấn cũng cơ bản cho em, mẫu này cũng đời 2020 cho em nhá, đời cao, mặt men cho em. Mẫu này là mặt men màu đen các bác nhá, mặt men màu đen ạ. Đó. Đôi chia lửa thì cũng bằng nhôm nguyên khối cho em, họng bếp đều đẹp các bác nhá. Đấy. Mặt men bên trên mặc dù bếp đã qua sử dụng mà chưa có hề dấu hiệu sùi rỉ hay bong chóc gì nhá các anh chị nhá. Đấy, bên dưới là lò nướng thì rất là nóng, nhiệt rất là nóng lên mặt trên, nhưng mà đang còn khá là đẹp cho em ạ. Rồi,
lò nướng này, khay nướng, vị nướng bằng inox cho em, và trong khoang nướng cũng bằng inox nhá. Trong khoang nướng thì quá là sạch sẽ rồi, rộng rãi nhá. Đấy, còn nướng của bếp Nhật thì sử dụng nướng được 1 kg thịt cho em, và các bác có thể là nướng tôm, nướng cá, nướng củ quả, nướng gì cũng được, rất là tiện. Nhiệt của trong lò nướng này thì nó rất là ôm, rất là nóng nhá. Đấy, nướng đồ nướng rất là nhanh. Dạ vâng, mẫu này là mẫu 04, em có giá là 2.700.000 đồng, em bao ship mẫu này các bác nhá. Đời 2020 cho em ạ, 2.700.000 đồng bao ship. Tiếp theo em đi mẫu 05 là một chiếc bếp của nhà Zinai, dòng nấu cơ bản cho em bên trên mặt men. Đó, chiếc bếp này thì cũng là đời cao các bác nhá, đời cao ạ. Hôm nay em để nó hơi chật một chút xíu các bác, hơi chật một chút xíu, em thử xem. Rồi, mẫu bếp này đời 2021 rồi các bác nhá. 21 ạ. Dòng phím vặn thì sử dụng cũng khá là bền như em nhá, khá là bền và rất là dễ sử dụng. Bên trong lò nướng khay nướng vị nướng bằng inox, và trong khoang nướng cũng bằng inox. Bên trên là mặt sơn màu sữa cho em nhá, màu trắng sữa xinh xinh. Đó, bác nào thích màu sáng để không gian bếp nhà mình nó nổi trội thì mình lấy màu này cho em nhá. Thoát hơi lò nướng cũng đôi chia lửa cũng bằng nhôm nguyên khối, họng bếp đều đẹp các bác nhá. Đấy. Mẫu bếp này thì em đang có giá là 2.700.000 đồng luôn, bao ship các bác nhé, 2.700.000 đồng bao ship. Mẫu này là mẫu 04 nhé các anh chị ơi, mẫu 04, một chiếc bếp của nhà Zinai, dòng phím vặn nấu cơ bản, bên trên là mặt men màu trắng sữa cho em. Tiếp theo em đi mẫu 05 là một chiếc bếp của nhà Paloma, phím vặn. Đấy, dòng nấu cơ bản cho em. Bếp này thì có thêm một phím 3S cho em nhé. Bác nào thích có dòng phím 3S để cần sử dụng nhiệt độ cao như các bác chim xào rán răng đồ khô hay răng lạc đấy, thì mình lấy mẫu này cho em. Vị nướng thì bằng inox, hay nướng bằng men cho em, và trong lò nướng cũng bằng inox cho em nhé. Bên trên mặt men màu đen khá là đẹp cho em ạ. Đôi chia lửa thì bằng nhôm nguyên khối ạ. Đó, đang còn rất là sáng đẹp các bác nhé, và họng bếp cũng đang khá là đẹp cho em. Đấy, mẫu bếp này thì cũng là mặt men siêu xinh, màu đen thì cũng rất là nhiều bác ưa chuộng màu đen. Màu đen là màu truyền thống đấy, khi sử dụng xong lau chùi rất là sạch luôn. Rồi, mẫu bếp này thì em đang có giá là 2.100.000 đồng bao ship các bác nhé, 2.100.000 đồng bao ship mẫu này. Dòng phím vặn thì cũng khá là bền, sử dụng cũng rất là dễ dàng. Rồi, 2.100.000 đồng bao ship mẫu 05. Tiếp theo em đi mẫu 06. 06 là một chiếc bếp dòng nấu cơ bản cho em, có hẹn giờ cài đặt nhiệt độ từ 160 tới 200, và có nấu cơm hầm cháo cho em các bác nhá, và nấu nước 10 phút cho em. Đầu tiên cũng là khai chứa pin, và tiếp theo phím nhấn của bếp bên trái dòng này là dòng mà nấu cơ bản mặt đá nhá. Đấy, mặt đá. Dòng bếp này là họng đúc cho em các anh chị nhá, họng đúc cho em, họng đúc thì siêu là bền luôn ạ. Đấy, chiếc bếp này thì có cảm biến một bên và một bên không có cảm biến. Bên này có cảm biến thì các bác cần sử dụng món hầm hoặc là những món mà mình cần với những ngọn lửa nhỏ. Còn bên này thì ngọn lửa lớn đã dành riêng cho mình cần những như là các bác xào rau hoặc là các bác nấu với ngọn lửa lớn cho nó nhanh thì mình cần sử dụng bên cái không có cảm biến nhá. Đấy, nó rất là tiện, và dòng bếp này thì lửa rất là đẹp cho em nhá, lửa lên rất là đẹp. Khi các bác chốt hàng thì em Phượng sẽ thử lửa. Đấy, test thử làm video gửi vào Zalo cho các bác hoặc là quay trực tiếp cho các bác xem nhé. Rồi, mẫu này là mẫu 06, là một chiếc bếp của nhà Osaka, dòng nấu cơ bản. Bên trên là hai bếp nấu cho em, một bên có cảm biến và một bên không có cảm biến nhé. Bên trên mặt kính giả đá cho em nhé, khá là đẹp. Rồi, thoát hơi lò nướng, vị nướng đi, khay nướng, vị nướng inox, và trong lò nướng cũng inox cho em. Mẫu bếp này thì là mẫu bếp mới nhé. Đấy, hình thức mẫu bếp mới về tại kho nhà em. Đấy, bác nào đang cần mua thì mình sẽ xem mẫu này ưng thì chốt ngay cho em các bác nhá. Chốt ngay thì mình còn hàng ạ, chần chừ thì là sẽ hết những mẫu đẹp nhá. Tuy nhiên những mẫu em Phượng lên đầu tiên là những mẫu đẹp thì em mới lên trước nhá, mẫu đẹp em lên trước, cho nên các bác mà đang cần mua thì mình thấy ưng là mình chốt luôn cho em.
Rồi mẫu này thì em đang có giá là 2.500.000 đồng bao ship. Rồi chỉ có giá 2.500.000 đồng mà mình đã mua được một chiếc bếp mật kính nha các bác ạ. Một chiếc bếp mật kính siêu xinh cho em, sắc nét nhá, bên cạnh thì vuông cạnh sắc nét cho em, chỉ có giá là 2.500.000 đồng mật kính. Mẫu 06 nhá các bác ơi, mẫu 06 2.500.000 đồng. Dạ vâng, hôm nay video ngày mùng 2 tháng 8 em xin lỗi, mùng 2 tháng 8 dương lịch. Video này em lên báo giá 6 mẫu, xả đầu tháng em xả rất là rẻ luôn. Bác nào chốt được thì mình chốt ngay cho em nhá. Đó, bác nào chốt được mẫu nào thì chụp lại màn hình giúp em, gửi qua Zalo cho em khi mình mua hàng. Rồi video này em báo giá nhanh như vậy, bác nào cần mẫu nào thì chốt ngay cho em, hoặc là chưa ưng những mẫu em lên thì cứ tiếp tục kết bạn qua Zalo với em. Cần mẫu mã như thế nào thì em sẽ trực tiếp là chụp mẫu gửi qua Zalo cho các bác chọn thêm ạ. Video này thì em xin được kết thúc tại đây trước khi rời khỏi kênh của em Phượng. Bác nào chưa đăng ký kênh ủng hộ cho em Phượng một nốt đăng ký kênh, em xin cảm ơn rất là nhiều. Em Phượng xin chào và hẹn gặp lại các bác những buổi video tiếp theo ạ.